Chào quý khán giả của kênh Chí Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Hôm nay hai cha con đang trên đường đi về thành phố, từ thành phố đi về công tác, làm nhiệm vụ, làm khách mời bí mật trong một chương trình rất là hot, thì hãy chào đón chương trình đó ở sau video nha. Nhưng mà trên đường gặp sự cố là quên đem theo thẻ, quên đem theo thẻ luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng công nghệ 4.0, mình vô mình rút tiền cho mọi người coi nha. Nãy giờ đi vòng vòng là phải kiếm mấy cái thẻ ATM, bắt buộc là phải có cái QR rút tiền nè. Đây mọi người, khi mà để ý nè, vô nè thì nó sẽ có cái, không phải là ngân hàng nào cũng rút được nha, có Vietcom nè, MB nè, Vietin, một số ngân hàng áp dụng cái công nghệ 4.0 thì mình mới rút được nha. Đó, hướng dẫn như vậy tụi em nè. Nhưng mà bắt buộc là cái thẻ mình phải có tiền nha mọi người. Thì bây giờ cái thẻ này mình có xài nhưng mình chưa có tiền, thì mình sẽ chuyển tiền vô nè, mình sẽ đăng. Đó, mình đã thực hiện như việc chuyển khoản thành công rồi đó. Tức là cái mình có xài cái thẻ Vietin nhưng mà thẻ Vietin không có tiền, thì mình phải chuyển từ ngân hàng khác, từ một cái app ứng dụng online á, nói chung là cũng online luôn, là internet banking á, đa phần dài cũng có. Rồi thì bây giờ mình sẽ rút tiền cho mọi người coi ha, chuyển qua cái là có liền. Bây giờ là chuyển nhanh á, thực hiện chuyển nhanh á. Đó, thì bây giờ mình sẽ rút tiền bằng cách máy ATM mà không có cần thẻ nè. Bây giờ mình sẽ chọn, có cái nút nãy, có cái nút là đây nè, có rút tiền nè. Đó, rút tiền không cần tiền, mình chọn tiếng Việt nè, không cần mã QR nè, tiếng Việt nè. Đó. Rồi xin vui lòng quét QR để làm giao dịch nè, thì mình sẽ chọn là trên cái ứng dụng đó, mình sẽ chọn là QR Pay nè, mình sẽ quét mã QR nè. Đó, thì nó sẽ hiện là rút bằng mã nè. Khi bạn đăng nhập đã hết hạn thì mình đăng nhập lại nè, nhập lại. Rồi mình sẽ chọn rút tiền mã QR nè. Đó, rút tiền mã QR nè. Đó, thì sẽ hiện số tiền lên, thì mình sẽ chọn cái số tiền thẻ nè, pin nè, pin là thực hiện giao dịch nè, thì mình sẽ nhập cái mã pin vô nè, đó pin vô đã hết hiệu lực là mình phải thực hiện nhanh nha mọi người, không là mình bị vậy nè. Rồi bây giờ mình rút lại nè, thực hiện nhanh là mình phải nhập mã pin, đồng thời nhập mã pin rồi mình chọn số tiền rút nè, nhập số tiền khác nè, 1 tiền. Mình sẽ nhập cái số tiền rút y chang bình thường rút thẻ vậy. Khác là mình không phải nhét thẻ, hồi nãy giờ mọi người thấy mình đâu có nhét thẻ đâu, pin chưa hợp lại, mình sẽ nhập lại pin nè. Phải nhập cái pin chính xác mới được nha mọi người. Rồi đang chờ thực hiện giao dịch nè mọi người. Đó, do hồi nãy mã pin mình nhập không chính xác nên giờ nó bắt làm là thực hiện lại nè. Đó, mình sẽ nhập lại số tiền nè, số khác mà. Tức là nó chỉ khác là mình phải dùng cái app, xong mình quét cái mã nó vô rồi mình mới rút. Đó mọi người thấy tiền rồi đó, bắt đầu tiền có rồi đó, thì vui lại đó. Nãy giờ đi nãy vô quán mà xong cái vô đã cái nhớ không có đem tiền, xong cái hoành ra luôn, quê quá trời luôn, lần đầu tiên trong đời mà quê vậy luôn à. Không nè, rút tiền không cần thẻ luôn, mình quên mang cái thẻ mất tiêu rồi. Đó, mong rằng clip này á, khi mình ra mắt thì sẽ giúp được cho các bạn nào mà quên mang thẻ thì vẫn có thể có tiền được, giống như mình. Bây giờ mình đã có tiền, mình có thể đi tiếp tục hành động công tác bí mật. Các bạn hãy đếm xem cái video sau nữa nha. Giờ vui lại, nãy buồn quá trời, nãy đi kiếm nguyên một giải ngân hàng luôn. Hồi nãy kiếm MB nè, rồi Vietcom nè, đi vòng phê luôn. Rồi bây giờ đã có tiền rồi, bây giờ đã đi ra đang nghỉ ngơi tí rồi bắt đầu công tác nha mọi người. Xin chào hẹn lại mọi người. Tin chào đi, chào Tin, chào quý khán giả, xin chào quý khán giả. Thôi giờ nhớ đăng ký kênh hai cha con, ủng hộ hai cha con nha, Chí Tin Dừa và Xì Tin Đen.